Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Chào mọi người nhé. Hôm nay tôi đang có mặt trên một cái mảnh rẫy của người đồng bào dân tộc Ba Na. Nó thuộc xã Đắc Rơ Va, thành phố Kon Tum. Xã Đắc Rơ Va thì nó nằm về phía đông nam của thành phố Kon Tum. Nơi đây thì bao gồm rất nhiều gọi là những cái ngôi làng của người đồng bào. Dân cư ở đây thì cũng khá là khó khăn so với mặt bằng chung của những cái xã ở vùng ven thành phố các bạn. Lô đất giấy của chúng ta thì nó thoải theo một cái triền của một cái quả đồi các bạn nhé. Hiện tại là anh chủ anh cũng đang trồng cho mình là những cây bời lời và những cây mì các bạn ạ, những cây chuối nữa. Đây ba cái loại cây trồng chính mà tôi đi hầu như tất cả những cái rẫy ở trong cái vùng này thì đều trồng ba cái loại cây này. Nguyên nhân tại sao thì cũng rất là dễ rồi các bạn. Bởi vì là phải nói là thứ nhất là người dân ở đây người ta cũng khá là lười các bạn. Người ta không muốn trồng những loại cây mà nó tốn nhiều cái công chăm sóc. Cái thứ hai nữa là đất đai đây nó cũng khá là khô cằn. Cái thứ ba nữa là do cái đời chính, cái tài chính, cái đời sống của họ nó cũng khá là cũng kém. Họ đầu tư vào những cái hệ thống ống nước, ống non này kia thứ nó cũng tốn kém nhiều cái chi phí, cho nên họ cũng không có dám bỏ cái chi phí ra để đầu tư. Cái đất đai khu vực này thì quanh năm suốt tháng thì họ chỉ quay đi quẩn lại thì cũng trồng mì mà thôi. Đất đai thì càng ngày nó càng khô và cằn đi, nó càng mất chất đi. Đấy thì cứ quanh đi quẩn lại. Cây mì với cây bời lời là hai cái loại cây phải nói các bạn là cực kỳ dễ trồng. Bất kỳ nơi nào hầu như nó cũng sống được. Và cây mì thì các bạn biết rồi, không có tốn quá nhiều cái công chăm sóc cũng như là không có bị mất, bị mát gì trong cái quá trình trồng. Tức là thu hoạch sản phẩm thì khá là dễ bán nữa. Giá bán thì cũng tương đối cao. Khi năm nay tại thị trường Kon Tum có lúc nó lên đến 2.300, 2.400 một ký, xe đến tận nơi để chở. Rất là dễ bán. Còn cây bời lời thì cũng lối sống canh tác cũ của người dân thôi, cũng rất là dễ các bạn. Thì bời lời trồng là khoảng cỡ 3 đến 5 năm thì họ sẽ thu hoạch. Chủ yếu là người ta cạo vỏ, sau đó người ta sẽ phơi khô. Thì cách đây vài năm á, thì giá vỏ bời lời nó có thể là 15-20 nghìn một ký. Tuy nhiên trong một vài năm gần đây thì nghe người dân, nghe anh chủ đất anh nói là giá cũng khá là rẻ thôi, cũng khoảng cỡ 5 nghìn một ký thôi các bạn. Hết sức rẻ mạt. Đấy. Tình hình chung là như vậy các bạn. Đây chúng ta sẽ đi về cuối cái lô rẫy này. Lô rẫy của chúng ta nó sẽ có một cái view xuống bên dưới này các bạn nhé. Khu vực này thì điện đóm là chưa có đâu các bạn. Điện đóm chưa có, hoàn toàn không có. Thế cho nên người dân người ta cũng rất là khó đầu tư cho cái đường ống nước rồi bơm nước lên các bạn. Nếu mà trồng những loại cây công nghiệp mà như cây cà phê ấy, thì phải chăm sóc kỹ. Hoặc là cây mắc ca, mắc đồ là phải chăm sóc kỹ. Đây các bạn có một cái view xuống cánh đồng của người dân ở dưới này các bạn nhé. Khá là đẹp đấy các bạn này. Còn đây thì các bạn để ý là cái làn danh thì cũng khá là dễ nhìn các bạn nhé. Đấy, các bạn chỉ cần nhìn thẳng qua bên cái bờ làn danh bên kia là thấy thôi. Đấy, nó cũng khá là dễ thôi. Đấy, bên đây thì cũng có một cái phần phía đuôi này. Cái dãy này chúng ta có cái view ra, cũng khá là đẹp. Và cũng gần cái nguồn nước các bạn. Có lúa, có ruộng là có nước các bạn. Nó thoải thoải một chút thôi các bạn. Khá là đẹp. Sổ sách là ok các bạn nhé. Cái này là trên sổ là 8,5 sào các bạn, tức là 8.500 mét vuông các bạn nhé. Hiện nay chính chủ đang muốn bán ra với cái giá là 1.600.000 các bạn. Đất đai mà nó có sổ sách đàng hoàng, các thứ là phải nói các bạn là giá nó cực kỳ cao các bạn. Rất là khó mua vào. Nguyên nhân tại sao thì tôi cũng không biết, nhưng mà hiện nay xung quanh khu vực này thì giá rất cao.
rất nhiều người săn lùng mua những cái mảnh rẫy ở khu vực này, đẩy mức giá nó càng ngày càng lên, và người dân xung quanh người ta thấy cái mảnh rẫy ở bên cạnh bán được cái giá đấy thì người ta khi bán ra người ta cũng đòi với cái giá nó cũng tương đối cao các bạn, rất là khó bán. Nói thực sự các bạn, anh chị các bạn mà nghe đến chữ rẫy mà tiền tỷ là các bạn biết rồi, rất khó các bạn. Chưa điện nước gì, khu vực này rất khó để lên thổ cư, không có đường bê tông, cũng chỉ là đường đất thôi. Tuy nhiên giá cả thì các bạn thấy là khá là cao. Thì mặt bằng chung của thành phố Kon Tum thì những cái mảnh đất rẫy vùng ven á, bán kính khoảng cỡ 10 km đổ lại thì nó sẽ rơi vào khoảng cỡ 750 một hết, cho đến khoảng cỡ trên 1 tỷ một hết các bạn nhé. Nó tùy vào cái vị trí nữa. Cái vị trí của lô đất rẫy này của chúng ta thì được cái ưu điểm là nó gần cái đường Tránh Đông. Đấy, do hiện nay rất nhiều anh chị các bạn ra cái đường Tránh Đông này săn lùng mua cái rẫy. Đấy, thành ra giá nó tăng khá nhanh. Còn những mảnh rẫy mà kiểu như đường xá nó vào nó hơi khó ấy, thì nó sẽ rơi vào tầm 100 triệu một mét. Một sào các bạn, 100 triệu một sào, hoặc là hơn 100 triệu một chút một sào. Đấy thì đối với những cái mảnh rẫy đường xá nó khó khăn các bạn. Đường đất đấy, còn mảnh rẫy nào đường bê tông thì sổ sách đàng hoàng thì nói các bạn là bét nhất là 200 triệu một sào. Đây là mặt bằng chung các bạn nhé. Khi các bạn theo dõi cái video của tôi mà cứ thấy giá nó thấp thì nó chưa sổ sách gì. Khỏi cần nói cho nó mệt các bạn. Rất là dễ thôi. Đây này, ta sẽ ra nhìn cái phía ngoài này. Cái phía ngoài này các bạn sẽ bám thêm một cái trục đường đất khá là rộng các bạn nhé. Nghe anh chủ nói là sang năm thôi là sẽ lên bê tông. Bê tông đoạn này thì nó rộng khoảng 4-5 mét đấy các bạn. Đường ô tô đi vào thoải mái. Đấy, đến đoạn đây nó mới chia ra là những cái hai cái con đường nhỏ này. Thì ô tô đi vào nó hơi khó này. Đấy, còn đoạn này đấy, dãy của chúng ta là nằm ngay trên cái mặt đường đất nhưng mà nó rộng, nó lớn các bạn nhé. Đây, anh chị các bạn là theo dõi trên flycam này. Đấy, các bạn để ý phía sau là một cái ruộng lúa. Đấy, có lúa là có nước. Đấy, khu vực đấy có con suối các bạn. Người dân người ta con suối thủy lợi. Có nhiều con suối là con suối thủy lợi các bạn. Đây các bạn này, mảnh rẫy của chúng ta sẽ nằm bên phía tay phải các bạn. Nhìn cái màu xanh hơn. Bên cạnh nó là một cái mảnh rẫy khá là rộng. Tuy nhiên là màu nó nhạt hơn. Đây, bám thêm một cái con đường bê tông này. À, con đường đất các bạn. Đường này cũng rộng lắm các bạn nhé, rộng lắm đấy. Nghe chủ nói là sắp tới cũng đổ bê tông, hết sức là đẹp. Đây, chúng ta sẽ nhìn xung quanh đây thì rẫy rất là nhiều các bạn. Toàn rẫy là rẫy thôi. Nhược điểm là không có đường điện. Đấy. Sổ là sổ đất nông nghiệp, đất trồng cây hàng năm khác các bạn nhé. Chưa có đường bê tông. Đường đất này thì các bạn yên tâm, đường đất này nó không có lầy đâu. Mưa nắng gì đi cũng vào được hết. Mưa cũng không ảnh hưởng gì. Chúng ta sẽ cùng nhìn xung quanh một chút các bạn này. Xem xung quanh nó có cái gì không các bạn. Đây, đầu tiên con đường này khá là đẹp rồi. Ổn định rồi. Đây, view ra phía sau. Rồi, chúng ta để ý này. Khu vực này là rất nhiều rẫy của người dân. Đây. Đây, xung quanh này là toàn rẫy thôi các bạn nhé. Cũng cách ngôi làng của anh chủ nó tầm khoảng cỡ 2 km. Đấy, mà bên phía này này các bạn này. Đấy, con đường Tránh Đông cách cũng khoảng 500m thôi các bạn. Hết sức gần. Nếu mà theo đường chim bay thì chắc chỉ khoảng 300m thôi. Đấy, đường Tránh Đông to đùng luôn. Đấy, cái rẫy trước mặt đường Tránh Đông thì mới đẹp này các bạn này. Đấy, mấy cái rẫy mà nó hướng ra cái đường Tránh Đông đấy, đấy nó mới đẹp. Tuy nhiên đất của chúng ta nó nằm cách đường Tránh Đông khoảng tầm 300-500m thì nó an toàn, không lo quy hoạch, quy đồ gì hết các bạn. Có cái ưu và có cái nhược điểm. Những khu vực này thì thuần đất nông nghiệp thôi. Khả năng lên thổ cư thì cực kỳ thấp. Đấy, cũng hơn 8 sào, sổ sách các thứ đầy đủ. Đấy, hiện tại chủ cũng đang muốn bán ra với cái giá cũng khá là mềm. Cũng không phải là mềm các bạn, khá là cao. Hôm nay tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy. Cảm ơn sự theo dõi của mọi người. Xin chào.